Xin mời chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio là một video để Tùng Nguyễn dựng cho một bác khách một đôi loa full đơn 715. Cấu hình nó đáng đồng tiền bát gạo các bác nhé. Và sản phẩm này thì nó là dòng full 40 từ neo, chuyên về tiếng ca các bác. Dòng sản phẩm này nó chuyên về tiếng ca, lời của nó hát rất hay. Và các cái bộ sản phẩm linh kiện của nhà em ở đây thì nhà em đang cung cấp cho các bác nắp loa dây đơn 40 rất là nhiều. Bác nào mà đang làm đám cưới có nhu cầu dắt loa dây về cái bộ sản phẩm này thì bên cửa hàng cũng đang dắt loa dây 40. Thì hôm nay cửa hàng sẽ review đầu tiên là review cái tép trước. Đây các bác nhìn này, đây là sản phẩm tép mà em đang mở côn khi em đang gửi các cấu hình cho khách. Thì đây là sản phẩm tép neo có mã là D900S, là hàng này thương hiệu của cửa hàng làm mấy năm rồi. Tép leo bi côn 75. Các bác nhìn nhá. Đấy, cối bên trong là cối nhôm, tép leo bi côn 75. Đây là các cấu hình mà em gửi ảnh cho khách thì em lưu vào để em bác nào thích xem hình thì em gửi cho khách thôi. Thì tiện hôm nay thì nó xong sản phẩm chất lượng bên cửa hàng. Sản phẩm cối của nó, cốc của nó là cốc nhôm. Và được lắp trên thân thùng 715 JBL. Sản phẩm này anh em có thể đi làm đám cưới này, đi show lời nó hay này. Hoặc các bác nào mà đi show mà muốn lại chơi sang loa dây thì để lắp sang thùng loa dây. Còn đâu sản phẩm này thì nó là không phải sản phẩm thùng loa dây. Đấy. Sản phẩm test thì côn 75 các bác nhá, cối bên trong cối nhôm. Thì các bác được nhìn rồi. Thì ở đây là dòng củ bát. Củ bát 40 leo từ trắng. Các bác nhìn nhá, củ bát của nó nhìn cực xịn. Đây là dòng leo cao cấp nhất ở cửa hàng, đứng vững ở cửa hàng mấy năm nay rồi. Thế nên là các bác yên tâm về chất lượng của loa. Các bác nào đang sử dụng tép và bát của em có thể cho em một lời bình luận để cho các bác nào mới vào đăng ký kênh biết đến chất lượng của loa của Tùng Nguyễn. Sản phẩm đít của bác có đôi 46 cái lỗ, củ bát rất là to. Đấy, củ từ leo nhưng mà từ leo to nha các bác nhé. Bình thường các mẫu bình thường nó chỉ từ 74,5 ở trong côn này. Con này từ của nó, viền từ của nó ra ngoài, phủ vì ngoài luôn. Từ 131 côn 76, mát 40 neo từ trắng. Nhìn phân khúc từ neo là các bác biết là nó hàng đẹp rồi, hàng chất lượng. Đấy. Bên cửa hàng Tùng Nguyễn đang phân phối cặp bát này tung ra thị trường là 3,8 một đôi. Chất lượng âm thanh ra cực sướng luôn, củ từ to cho tiếng ca ra rất là khỏe và tiếng bát dày hơn. Đấy. Nhưng mà bát dày đến đâu thì dày, nó là từ leo nên nó sẽ chuyên về lời nhiều hơn. Leo mà lại neo côn 76 nữa thì nó sẽ chuyên về lời, giải lời. Đấy, neo côn 100 thì nó mới chuyên về tiếng bát. Côn 100 nó mồm to, nó khỏe. Côn 76 đây là hót khỏe, bay xa. Đấy. Khác gì như một ông trào màu và một ông khiếu. Côn 76 các bác nhá. Củ leo trắng quá đẹp, quá xịn luôn. Các bác nhìn thấy màng của nó. Màng của nó là màng sơn dầu, gân vải tẩm dầu nó 2 gân. Đấy, cấu hình màng của nó. Màng của nó được sơn dầu rất là đẹp. Hàng sơn dầu bóng, đẹp. Gân 2 gân. Đặc điểm của con này nó hát cực kỳ ngọt tiếng. Em đã có rất là nhiều clip test đến cái dòng bát này của em rồi. Dòng bát này thì các bác biết rồi, bên cái hàng cửa hàng làm nó là hàng thương hiệu của Tùng Nguyễn luôn. Nó tung ra thị trường. Dựng trên thân thùng 715 ván ép các bác nhé. Và được lắp một bộ mạch phân tần cực kỳ chất lượng, có mã là Pro 1518, chạy hai bóng cầu chì. Hai bóng cầu chì đây. Ba con trở của nó bằng nhôm. Con này cắt giải tép rất hay, mịn tiếng, không hề chói. Bên cửa hàng chuyên dựng loa để lắp cho khách và bán ra thị trường là phân tần với tép, nên các anh em yên tâm khi Tùng Nguyễn phối ghép. Đấy, đã phối ghép cho anh em một bộ chất lượng thì cực kỳ yên tâm. Có những mẫu phân tần kể cả Tùng Nguyễn lắp bộ phân tần rẻ hơn, nhưng mà nó là các mẫu phân tần mà bên cửa hàng chọn ra rồi. Còn các mẫu phân tần nào mà bên Trung Quốc người ta đã sản xuất bộ phân tần mà nó giá rẻ mà nó cho ra tải tép mà nó không được hay thì bên Tùng Nguyễn loại luôn, không cho ra thị trường các mẫu phân tần ấy. Ai bán thì bán, mặc kệ người ta, em không bán. Đặc điểm như cái dòng mà 280 thì bên cửa hàng các bác lâu rồi cắt luôn, không bán. Bán nó làm ăn nó mất khách. Thế bây giờ 280 nó như kiểu là
nó làm nó giá thành nó rẻ đi, nó nhập tụ tiếc rẻ đi, tiếng ra không được mịn tiếng. Bên hậu ấy, bên hậu bên cửa hàng lắp cực kỳ chuyên nghiệp. Các bác có thể là lắp loa cửa hàng theo kiểu của Tùng Nguyễn đây. Đấy, các bác về không phải gọi điện cho em. Bình thường các bác có thể là có cái mạch này hoặc không có cái mạch này thì các bác có thể câu 1 cộng 1 trừ. Câu sang bên này cũng 1 cộng 1 trừ. Đấy, nó ra thành mình sẽ câu hai đường này đường nào cũng được. Có bác thì hàn trực tiếp, có bác thì câu. Câu thì nó chuyên nghiệp, em lắp loa thì phải lắp cho khách chuyên nghiệp thì người ta mới sử dụng được. Tụ màu đen. Các bác để ý nha, cái bộ mạch này các anh em đi làm xô nha, đánh thoải mái không bao giờ sợ bị mo ve hoặc hỏng. Đấy. Còn nhiều khi hàn họ nhiều khi bị mo ve rồi đánh mạnh rồi tung rồi chập. Nó ngoan lắm. Đây đây bọn em làm nhập mạch về hàn ở ngoài cho các bác sử dụng. Đấy, hàn nó chuyên nghiệp. Đôi loa 715 này cực kỳ chất lượng luôn. Bên cửa hàng vẫn đang dựng loa dây 40. Và các bác có nhu cầu đến sản phẩm loa 715 từ leo hôn 76. Sử dụng tép neo cao cấp nhất cửa hàng và bát neo cao cấp nhất cửa hàng. Tất cả cái gì đều là cao cấp. Và mẫu này là vỏ thùng của nó là phễu đại. Phễu đại. Cao 23, dài 34. Phễu đại. Phễu to như này nó cho ra tiếng tép rất khỏe và thổi xa. Phóng, độ phóng của nó rất là xa. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác. Hẹn các bác trong một clip mới nhất của Tùng Nguyễn nha.